Hi, xin chào tất cả các anh em. Gần đây thì anh em trong cộng đồng tiền mã hóa thì đang xôn xao với thông tin về đợt IDO mới của Xuôi, một trong những dự án tỷ đô đang được đánh giá rất là cao. Tuy nhiên thì đợt IDO này sẽ khá là may rủi và phụ thuộc nhiều vào việc là anh em đã support về dự án Xuôi từ sớm hay không. Vì vậy cho nên là trong video ngày hôm nay thì Irene sẽ giới thiệu cho anh em một vài dự án tiềm năng trên hệ sinh thái của Xuôi để anh em có thể sớm skin in the game với Xuôi nhé. Và anh em có thể cho những dự án này vào watchlist hoặc là tương tác với dự án từ sớm để có cơ hội nhận airdrop từ các dự án này. Và trước khi bước vào video ngày hôm nay thì Irene cũng xin gửi lời cảm ơn tới nhà tài trợ của video, đó chính là công ty giao dịch tài chính Xnest. Hiện tại thì Xnest đang có chương trình kỷ niệm 15 năm mang tên là Mega Rewards với cơ hội nhận tới 2.500 đô dành cho những anh em tham gia cùng với Xnest lần này. Những bước tham gia thì cực kỳ đơn giản thôi. Đầu tiên thì anh em sẽ cần phải có một tài khoản đã KYC tại Xnest. Nếu như anh em chưa có tài khoản thì Irene sẽ để ở phía dưới phần mô tả cho anh em nhé. Anh em thì sẽ có thể bắt đầu đăng ký tham gia sự kiện từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023. Irene cũng sẽ để link đăng ký tham gia sự kiện ở phía dưới phần mô tả. Và anh em nhớ là lưu ý kỹ về thời gian mở cổng đăng ký, vì nếu mà chưa mở cổng thì anh em sẽ chưa đăng ký được nhé. Và bước cuối cùng là anh em sẽ tham gia giao dịch để được tích điểm. Điểm thì sẽ được bắt đầu tính theo các giao dịch từ ngày 1 tháng 5 đến hết ngày 30 tháng 6. Điểm thì sẽ được quy đổi thành thưởng vào cuối mỗi tháng và sẽ được ghi nhận vào tài khoản thưởng của anh em. Và anh em cũng chỉ cần đăng ký một lần mà thôi, sau khi đã đăng ký trong tháng 5 thì sẽ auto được tính là người tham dự vào tháng 6 anh em nhé. Chúc anh em may mắn và nhận được nhiều thưởng từ Xnest. Và anh em lưu ý đây sẽ không phải lời khuyên đầu tư, và anh em hãy luôn sáng suốt trước mỗi quyết định xuống tiền của bản thân. Ok, đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu tổng quan về hệ sinh thái Xuôi. Xuôi là một dự án blockchain thế hệ mới với ưu điểm là khả năng mở rộng, scalability và độ trễ thấp, low latency. Điều này thì đạt được bằng cách là xử lý các giao dịch song song, giúp sử dụng hiệu quả hơn các cái tài nguyên và cho phép mở rộng thông lượng. Xuôi thì được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình Move. Move thì ban đầu được Facebook tạo ra để phát triển dự án DM, tuy nhiên là dự án này sau đó đã bị hủy bỏ. Xuôi thì đã gọi vốn thành công ít nhất là hơn 300 triệu đô từ các quỹ lớn ở trong ngành crypto với mức định giá lên đến hơn 2 tỷ đô. Kế đến thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu các dự án nổi bật ở trên hệ sinh thái Xuôi. Đầu tiên là Movet, AMM DEX đầu tiên ở trên Xuôi. Movet thì là dự án đầu tiên thuộc mảng DEX AMM được xây dựng ở trên Xuôi với mô hình kết hợp AMM với Order Books DEX. Movet thì có hỗ trợ ngôn ngữ lập trình Move Language và có thể chạy trên cả hai mạng lưới là Xuôi và Aptos. Tuy nhiên thì sản phẩm vẫn đang ở trên phiên bản DevNet và chưa có thông báo mainnet cụ thể. Movet thì không chỉ là dự án tiên phong trên mạng AMM DEX của Xuôi mà nó còn là một công cụ thanh toán đảm bảo mức trượt giá tối thiểu cho các trader và sự công bằng cho những người dùng cung cấp thanh khoản. DEX này thì cũng đang có kế hoạch phát triển một ILO cho phép các nhà builder kêu gọi vốn để xây dựng các dự án ở trên Xuôi. Thứ hai là OmniBTC. OmniBTC là một dự án DeFi tích hợp đa chức năng bao gồm Swap, Lending và Bridge. OmniBTC thì đã hỗ trợ các Layer 1 lớn như là Ethereum, BNB Chain, Avalanche hay là Polygon. Hiện tại thì OmniBTC đang triển khai ở trên Aptos và Xuôi với mục đích là giúp cho các hệ sinh thái này có thể tương tác được với BTC. Trên trang Twitter của OmniBTC thì cũng đã đề cập đến phần thưởng cho những người dùng sớm của nền tảng này. Do đó thì đây cũng là cơ hội để anh em có thể nhận được airdrop từ OmniBTC khi mà trở thành người dùng thực sự của dự án từ sớm. Thứ ba là Araya Finance. Araya Finance thì hiện đang phát triển các giao thức phái sinh như là Liquidity Staking, Stablecoin và Gaming Token đầu tiên ở trên hệ sinh thái của Xuôi. Team của dự án thì cũng đã xác nhận rằng sẽ có hơn 50% token quản trị của họ sẽ được trao đến cộng đồng thông qua nhiều cách khác nhau. Thứ tư là Suited Wallet, ví điện tử đầu tiên ở trên Xuôi. Suited Wallet là sản phẩm liên quan đến ví tương tự như là Xuôi Wallet hay là MetaMask. Có thể hiểu đơn giản, đây là nền tảng ví giúp người dùng có thể quản lý các tài sản của họ ở trên hệ sinh thái của Xuôi Network. Suited Wallet thì cho phép hiển thị các loại tài sản như là NFT ở ngay trên điện chỉ ví, giúp người dùng có thể dễ dàng truy cập hơn vào các DApp ở trên hệ sinh thái của Xuôi. Kế đến là Turbos Finance. Turbos Finance thì đang xây dựng DEX phi tập trung đầu tiên không trượt giá ở trên Xuôi. Turbos thì tận dụng tốc độ của mạng Xuôi để có thể cung cấp cho người dùng ở các cái giao dịch nhanh hơn với phí giao dịch thấp hơn. Dự án thì đã có được một dàn backers và supporters khá là khủng, bao gồm Jump Crypto và Mr. Laugh. Kế đến là Wizardland.
Ra mắt vào ngày 4 tháng 11 năm 2022, Wizardland là một bộ sưu tập gồm 2.222 NFT ở trên Sui Network. Nguồn cảm hứng cho bộ sưu tập là một nghi lễ thiêng liêng sử dụng tàn tích của vùng đất phù thủy Wizardland. Wizardland thì hiện tại đang có 148.000 người theo dõi ở trên Twitter và là dự án NFT có nhiều người theo dõi nhất của Sui Network. Hiện tại thì kênh Discord của dự án thì cũng đã cán mốc 100.000 người theo dõi và đây cũng là một trong những dự án NFT có volume giao dịch lớn nhất ở trên Testnet và Devnet của Sui. Kế đến là Sui Swap, đây là một nền tảng AMM DEX được xây dựng dành riêng cho Sui Blockchain. Dự án thì đã có website, sản phẩm và đang trong giai đoạn Testnet. Dự án cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay đó chính là Sui Name Service. Sui Name Service hay là SNS là một dự án cung cấp tên miền được phát triển ở trên mạng lưới của Sui với ý tưởng tương tự như là Ethereum Name Service hay là Space ID. Dự án thì sẽ mã hóa địa chỉ ví phức tạp của Sui thành các chuỗi ký tự ngắn dễ nhớ hơn. Hiện tại thì SNS đang có chương trình whitelist cho những người tham gia cộng đồng của họ ở trên website. Anh em có thể theo dõi thêm ở trên Twitter hoặc là tham gia vào Discord của Sui Name Service để có thể nhận được những suất whitelist từ SNS nhé. Ok, và cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng đi đánh giá về tiềm năng của các dự án đang được xây dựng ở trên Sui Blockchain. Sui thì đưa ra giải pháp mới để xử lý các giao dịch cũng như là ngôn ngữ lập trình mới. Đây thì sẽ là chìa khóa giúp cho Sui có tiềm năng phát triển lớn ở trong tương lai. Giải pháp cơ chế đồng thuận mới thì cũng sẽ giúp Sui mở rộng không giới hạn. Và ngôn ngữ Move thì cũng sẽ giúp cho Sui cải thiện được những nhược điểm của Solidity. Để có thể đánh giá chính xác hơn về tiềm năng của các dự án ở trên Sui thì cách tốt nhất là chúng ta nên đợi đến khi các dự án ra mắt các phiên bản Testnet hay là Mainnet để xem là đánh giá từ các nhà phát triển hay là từ người dùng có tốt hay không. Điểm cộng đáng chú ý của những dự án ở trên Sui đó chính là đội ngũ dự án rất là tiềm năng và backer thuộc hàng khủng ở trên thị trường. Từ đó nên là Sui đang nhận được sự chú ý rất là lớn từ cộng đồng cũng như là sự hỗ trợ từ các VC ở trong ngành để phát triển hệ sinh thái của họ. Vậy là vừa rồi Irene đã tổng hợp cho anh em những dự án đáng chú ý và có tiềm năng phát triển ở trong tương lai ở trên hệ sinh thái của Sui Blockchain. Anh em nghĩ sao về những dự án này? Anh em có thấy những dự án này tiềm năng hay không? Hãy cùng comment suy nghĩ của mình ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe Coi68TV. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!